đó rồi. Có nhà không? Ai đó? Là mình đây. Mình nghe bạn bị mất ngủ, đang uống nước ép cần tây, nên mình mang ít hạt của mình. Đã sấy rồi, để bạn ăn cho dễ ngủ mà. Cái gì? Bạn tưởng mình ngốc hả? Ăn vô cho khô cổ họng, để uống nước bể bụng, khỏi ngủ chứ gì. Không phải vậy đâu, bạn hiểu lầm rồi. Hạt của mình rất ư là tốt. Mình là cà rốt, siêu thông minh luôn. Bạn đừng có lừa mình, nếu không thì đừng có trách mình đó. Bạn tin mình đi mà. Đừng mà, là hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi mà. Ngoan cố nè. Chết rồi. Được yên tĩnh một ngày thiệt là thoải mái. Ôi dạ, hiểu lầm rồi, đã nói là hiểu lầm rồi mà. Trời ơi, cái gì mà chạy không coi gì hết vậy? Đốc tôi khỏe, đốc tôi khỏe có làm sao không? Rồi bí đỏ, em đi đâu mà em chạy thục mạng vậy? Đụng vô đốc tôi khỏe rồi kìa. Rồi còn nói là hiểu lầm là sao chứ? Bí đỏ rất là dồi dào vitamin A, B1, B2, B6, C, D, E, nên sẽ là một nguyên liệu làm đẹp rất tốt cho da, nhất là da nhờn nữa đó MC. Vì vậy mà chị Âu Thanh Vân lấy thịt bí đỏ nấu chín, xay nhuyễn ra, rồi thêm một ít sữa chua không đường và một tí chanh nữa, rồi đắp lên da mặt 15 cho đến 20 phút sẽ giúp da trắng sáng và giảm nhờn đó. Wow, thật là tuyệt vời. Ngày hôm nay thì Ốc lại biết thêm một bí quyết chăm sóc da từ bí đỏ đó rồi. Công nhận bí đỏ thiệt là tuyệt vời đó nha. Đúng là bí đỏ rất là tốt, nhưng bí đỏ cũng có nhiều điều mà mọi người cần phải để ý khi sử dụng nha. Đó là những điều gì vậy Dr. Khỏe? Dr. Khỏe bật mí cho Ốc với mọi người cùng biết đi. Ví dụ như là không dùng dầu ăn để chế biến các món ăn từ bí đỏ vì sẽ làm mất hết vitamin trong bí đỏ. Ngoài ra thì không nên ăn bí đỏ quá 2 lần trong một tuần. Nếu không sẽ khiến lượng mỡ bị tích tụ, có thể gây bệnh gan nhiễm mỡ. Chà, như vậy là cũng có nhiều điều cần phải lưu ý khi sử dụng bí đỏ, phải không quý vị khán giả? Do đó, Ốc Thanh Vân và quý khán giả nên nhớ những lưu ý trên để phát huy hết giá trị bổ dưỡng của bí đỏ nha. Cảm ơn Dr. Khỏe và Bí Đỏ rất nhiều với những thông tin hữu ích của ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Ốc Thanh Vân xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Dr. Khỏe lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.